Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Daisy. Như anh em cũng đã biết, ở trong Thiên Nghịch, Đăng Gia có 9 hạch tâm chính. 9 người này xét về tu vi trừ Đằng Hóa Nguyên, cực kỳ ít người biết tới họ. 9 người bọn họ có thể nói là tự tay Đằng Hóa Nguyên dạy dỗ mà nên, tương lai nối nghiệp Đằng Gia. Để có 9 vị hạch tâm tộc nhân này tu luyện, Đằng Hóa Nguyên phải bỏ thật nhiều công sức. Trên cả triều quốc mở ra 9 linh huyệt, cả 9 người gần như đã nằm ở trong đó bế quan. Tất cả đan dược pháp bảo cục pháp hoàn toàn xe so người của Đằng Gia tìm vừa được đến tận nơi. 9 người bọn họ chỉ có một việc chính là lo tu luyện. Cứ cách một khoảng thời gian, Đằng Hóa Nguyên sẽ tới gặp 9 người này, mang họ đi tới một vài hiểm địa quanh quốc gia, lấy thực chiến tu luyện. Có thể nói 9 vị hạch tâm này bất kể là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu đều gần như đạt tới đỉnh phong. Cả 9 người hoàn toàn chỉ là tiếp nhận tất cả tài nguyên của Đằng Gia được tôi luyện mà thành. Ngoài ra 9 người này cũng không phải là không bao giờ thay đổi. Cứ mỗi 50 năm một lần, đã là người của Đằng Gia đều có cơ hội khiêu chiến bọn họ một lần. Một khi chiến thắng có thể có đủ tư cách thay thế họ trở thành hạch tâm của gia tộc, được tu luyện tại địa linh huyệt, được cả Đằng Gia hỗ trợ. Sau đó 9 người hạch tâm tộc nhân này trừ một người già đã đổi khoảng trên 3 lượt. Với loại khảo nghiệm này, tu vi của hạch tâm tộc nhân ra sao có thể tưởng tượng ra được. Giờ đây chính là thông tin liên quan đến 9 vị nguyên anh cường giả được Đằng Gia nuôi dưỡng. Vậy sức mạnh phân tích từ yếu đến mạnh. Đầu tiên là Đằng Cửu. Đằng Cửu là nguyên anh sơ kỳ. Trong 9 người con của Đằng Gia, sức mạnh của Đằng Cửu có thể là yếu nhất. Hắn đã chiếm hữu một linh mạch, còn Đằng Vân anh cả của Đằng Cửu cũng ở mức nguyên anh trung kỳ. Trong thử thách kỳ tử chi kỳ, Đằng Cửu có thể dễ dàng đánh bại và đoạt lấy nguyên anh của Đằng Vân, cho thấy dù cảnh giới không cao nhất, thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn của hắn cũng đạt đến một trình độ nhất định. Tuy nhiên, dưới chiêu thức nguyên anh cực thức đạn và các thủ đoạn tiếp theo của Vương Lâm, Đằng Cửu hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Vương Lâm giết chết trong nháy mắt. Tiếp theo, Đằng Lục, Đằng Ngũ, Đằng Tứ và Đằng Bát. Trong tác phẩm, khi mà Vương Lâm tiêu diệt Đằng Cửu, Vương Lâm đã cảm nhận được sự hiện diện của Đằng Bát, nguyên anh trung kỳ cùng với Đằng Lục, Đằng Ngũ và Đằng Tứ, tất cả ở mức nguyên anh trung kỳ. Họ có kinh nghiệm chiến đấu ở mức trung bình, được Đằng Gia đào tạo nên có sức mạnh căn bản nhất định. Thế nhưng mà đối mặt với chiêu thức nuốt hồn kỳ lạ và mạnh mẽ của Vương Lâm, họ không có nhiều cơ hội chống trả, bị Vương Lâm hút cạn nguyên anh và chết. Tiếp theo chính là Đằng Tam. Sức mạnh của Đằng Tam có thể coi là nổi bật trong số những người ở mức độ nguyên anh trung kỳ. Khi bị Vương Lâm truy đuổi, hắn vẫn có khả năng đối phó nhất định. Biết mình đang gặp nguy hiểm, hắn đã sử dụng bí pháp để truyền tống con gái là Đằng Tú Tú và con rể Vương Trác đến biên giới của Triệu Quốc. Trong chiến đấu, Đằng Tam có khả năng ứng biến và các biện pháp tự bảo vệ nhất định. Đứng đầu chính là Đằng Nhất. Đằng Nhất chính là người mạnh nhất ở trong Đằng Gia, chỉ sau Đằng Hóa Nguyên. Hắn không chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ mà còn sở hữu một chút máu của cổ thần, giúp hắn chống lại được cực cảnh thần thức của Vương Lâm. Đằng Nhất còn tu luyện bí pháp của thượng cấp tu chân quốc, sức mạnh và thủ đoạn chiến đấu của hắn được coi là đỉnh cao trong số 9 người. Vương Lâm phải tiêu hao rất nhiều mới có thể giết chết hắn. Đằng Cửu là người đầu tiên bị Vương Lâm giết bằng nguyên anh cực thức đạn và các thủ đoạn khác. Hồn phách của hắn bị Vương Lâm thu vào hồn kỳ. Đằng Lục, Đằng Ngũ, Đằng Tứ và Đằng Bát bị Vương Lâm dùng chiêu nuốt hồn hút sạch nguyên anh, thi thể bị Vương Lâm treo sau lưng. Đằng Tam bị Vương Lâm truy sát, dù đã truyền tống Đằng Tú Tú và Vương Trác đi, thế nhưng mà cuối cùng không thể thoát chết. Đằng Nhất bị Vương Lâm giết chết bằng pháp thuật cổ thần trong cuộc chiến đấu. Đằng Thất và những người khác ở trong tác phẩm không miêu tả chi tiết về cảnh chiến đấu của Đằng Thất, cũng khó thoát khỏi cái chết trong cuồng báo thù toàn diện của Vương Lâm đối với Đằng Gia. Vương Lâm đã bố trí cấm chế vạn dặm khiến tất cả người trong Đằng Gia không thể nào rời đi. Cuối cùng, Đằng Hóa Nguyên và các thành viên cốt lõi khác của Đằng Gia đều bị Vương Lâm giết chết. Nguyên nhân dẫn đến kết cục này chủ yếu là do hành vi ác độc của Đằng Gia khi mà rút linh căn của người phàm, cũng như mối thù máu giữa Đằng Hóa Nguyên và Vương Lâm. Để báo thù, Vương Lâm đã cẩn thận sắp đặt kế hoạch, từng bước tiêu diệt 9 cường giả nguyên anh của Đằng Gia và phá hủy hoàn toàn gia tộc Đằng. Mặc dù những cường giả nguyên anh của Đằng Gia đã nhận được sự đầu tư và đào tạo lớn từ gia tộc, thế nhưng dưới sự thù hận mạnh mẽ của Vương Lâm và sự kìm hãm từ sức mạnh của anh, họ cuối cùng đều đi đến cái chết, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của vị thế bá chủ từng có của Đằng Gia tại Triều Quốc. Cục diện tu chân của Triệu Quốc cũng đã thay đổi mạnh mẽ sau hành động báo thù của Vương Lâm. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.